Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh bất động sản Winhomes. Hôm nay mình sẽ nói về Bắc Giang phê duyệt quy hoạch khu đô thị nghỉ dưỡng hơn 60 ha. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị nghỉ dưỡng Đồi Ngô 1, xã Chu Điện và xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1 phần 500. Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có quyết định số 785 xe gạch UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị nghỉ dưỡng Đội Ngô 1, xã Chu Điện và xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1 phần 500. Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã Chu Điện và xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, ranh giới lập quy hoạch được xác định phía bắc giáp Sơn Gòn và nghỉ dưỡng Bắc Giang, phía nam giáp DT 293, phía đông giáp Sơn Gòn và nghỉ dưỡng Bắc Giang, phía tây giáp dân cư, đất lâm nghiệp thôn Quyết Tâm, thôn 17, xã Yên Sơn. Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 60 ha, dân số dự kiến khoảng 2.500 người. Khu đô thị nghỉ dưỡng đồi Ngô 1 được định hướng là khu đô thị mới, gồm các chức năng dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, nghỉ dưỡng sinh thái, được xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hiện đại. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên, Bắc Giang cũng đã có quyết định số 609 xe QD gạch UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư trung tâm cao xá thôn Hậu, Ngoài, Nguồn Cao Xá, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỷ lệ 1 phần 500. Theo đó, khu vực lập quy hoạch sẽ thuộc địa phận thôn Hậu, thôn Ngoài, thôn, thôn Nguồn, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Phạm vi dự án phía đông giáp ruộng canh tác và thôn Hậu, phía tây giáp khu dân cư hiện hữu, phía nam giáp dự án trường trung học cơ sở xã Cao Xá đang xây dựng và phía bắc giáp ruộng canh tác và nghĩa trang nhân dân. Dự án có diện tích khoảng 8,8 hecta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy để lại một tim và nhấn theo dõi kênh Bất Động Sản Quyên nhé.